5 bài hát của công diễn Một Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng on top trending music. Đêm công diễn đầu tiên với chủ đề tắc kè hoa cùng sự biến hóa khôn lường trên sân khấu, các chị đẹp của chúng ta đã đem đến 6 màn trình diễn nhóm bùng nổ và đặc sắc. Để chuẩn bị cho sân khấu công diễn 1, mỗi đội đều tranh thủ tập luyện mọi lúc mọi nơi và phải đối phó với rất nhiều khó khăn khi diễn tập. Vì vậy mà các tiết mục Nếu Anh Đi, Giang Khôn, Đi Đu Đưa Đi, Mát Sáp Gửi Anh Xa Nhớ và Người Ơi Người Ở Đừng Về, Vũ Trụ Có Anh đều vào top trending trên bảng xếp hạng YouTube trending music. Nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi, hãy cho em đừng nói với anh một lời. Tình yêu chia tay tay mai sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Thằng con gái đầu yêu bằng mắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc, vô tình rơi rời không biết anh có nhạt. Hình như em thích anh thích thật rồi, rồi thời gian cứ trôi, em ngỡ tim mình đã thảnh thơi, sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên em đã giận lòng không nghĩ đến, nên anh dẫu cách chờ bao lâu, chân thành cảm ơn các bạn khán giả đã ủng hộ và dõi theo từng bước trong hành trình của các chị đẹp. Các chị đẹp vẫn còn rất nhiều tuyệt chiêu phía trước, hãy cùng chờ đón và ủng hộ cho hành trình đạp gió sẽ sóng này nhé. Hãy bước về phía có bình minh để nắng, giờ là lúc bao nhiêu yêu thương tình thương nở hoa trên cánh.